mô phỏng bức tranh bữa ăn tối cuối cùng một cách mỉa mai. Thế vận hội Paris 2024 có ý đồ gì? Một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng đã xuất hiện tại Thế vận hội Paris. Trong video, vài diễn viên kỳ quái đang mô phỏng bức tranh tôn giáo nổi tiếng bữa ăn cuối cùng. Người đóng vai Chúa Giê-xu lại là một phụ nữ có thân hình mập mạp. Tác phẩm từng đại diện cho tình yêu và sự cứu rỗi, cuộc chiến giữa chính nghĩa và tà ác lại bị màn trình diễn hóa trang không biết giới hạn biến thành một sự mỉa mai gay gắt. Hành động này cũng đã tạo ra một làn sóng dư luận lớn. Nhưng điều đáng sợ hơn nữa là kỵ sĩ cưỡi ngựa trắng, biểu tượng cho ngày tận thế của Kitô giáo, cũng xuất hiện rõ ràng trong khung hình. Chào mừng quý vị khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Năm 1494, kiệt tác nghệ thuật Bữa ăn tối cuối cùng đã được Leonardo da Vinci hoàn thành sau 4 năm. Bức tranh này từ khi hoàn thành đã tồn tại nhiều chi tiết kỳ lạ, không thể giải thích được. Trước hết, bối cảnh sáng tác của bức tranh này là bữa ăn tối cuối cùng của Chúa Giê-xu và 12 môn đồ. Sau bữa ăn đó thì Chúa Giê-xu đã bị bắt. Điều kỳ lạ là Giê-xu đã biết trước rằng có người sẽ phản bội Ngài. Vì vậy khi bữa ăn đang diễn ra, Ngài nói với 12 môn đồ rằng một trong số họ sẽ trở thành kẻ phản bội. Lúc này, tất cả các môn đồ xung quanh bàn ăn đều thể hiện những phản ứng và biểu cảm khác nhau. Hoặc là kinh hoàng, hoặc là hoài nghi. Nhưng ngược lại, Chúa Giê-xu ngồi ở giữa lại rất bình tĩnh và ung dung. Như thể tâm hồn cũng trong sáng và yên bình như cảnh vật phía sau Ngài. Động tác và biểu cảm của từng môn đồ của Chúa Giê-xu vô cùng khác nhau. Trước hết, Judas rất hoảng sợ, tay trái cầm túi tiền, thân hình hơi nghiêng, lắng nghe Phêrô đang nói gì phía sau. Phêrô có biểu cảm rất dữ tợn, như thể đang hỏi Chúa Giê-xu ai là kẻ phản bội. Con dao nhọn được giữ chặt trong tay Phêrô, biểu trưng rằng đã sẵn sàng giết chết kẻ phản bội. Mặt khác, khi Judas nhìn Phêrô đang cáu kỉnh thì tỏ ra rất sợ hãi. Tay định đưa lên lấy miếng bánh mì cũng dừng lại, như sợ rằng nếu Chúa Giê-xu tiết lộ tên mình, Phêrô sẽ lập tức giết chết anh ta. Mọi người có biểu cảm khác nhau đều thảo luận về ai là kẻ phản bội, hoặc giơ tay lên để chứng tỏ việc này không liên quan đến mình. Bức tranh này không chỉ chỉ ra kẻ phản bội, mà còn làm nổi bật lòng công chính tột bậc của Thánh Phêrô. Một điểm đáng chú ý khác là trong tác phẩm của Da Vinci, Thánh Joan rất nữ tính, thậm chí trông như một người phụ nữ. Ông có tư thế hơi nghiêng về bên phải, nhưng nhìn tổng thể vẫn hoàn toàn hợp lý. Nếu đặt Thánh Joan lên vai Chúa Giê-xu cũng không có vẻ gì là không phù hợp. Một số người cho rằng đây là hình ảnh ẩn dụ về Đức Mẹ Maria, sử dụng hình ảnh của một nhân vật để thể hiện hai nhân vật quan trọng. Tuy nhiên cũng có thể đây chỉ là sự suy diễn quá mức của người hiện đại, dù bức tranh không có ý nghĩa gì khác. Trong toàn bộ bố cục chỉ có hai nhân vật biệt lập, chính là Chúa Giê-xu và Judas. Mọi người khác trong bữa ăn tối đều đang thảo luận với nhau về ai là kẻ phản bội. Chỉ có Judas và Chúa Giê-xu ngồi lẻ loi, một người chờ đợi câu trả lời từ 12 môn đồ, còn người kia đang lo lắng chờ đợi Chúa Giê-xu gọi tên chính mình. Tác phẩm nổi tiếng của Da Vinci thực sự rất linh động, nhưng hình dạng nguyên bản của bức tranh này không phải là những gì chúng ta đang nhìn thấy. Vào thời điểm đó, Da Vinci đã vẽ nó lên một bức tường trong tu viện Santa Maria ở thành phố Milano. Theo thời gian trôi qua, bức tranh đã phai màu và sơn cũng bắt đầu hư hỏng. Khi được các thế hệ sau này phát hiện, bức tranh cũng đã thay đổi đến mức không thể nhận ra. Mặc dù các họa sĩ đã cố gắng tu sửa, nhưng cuối cùng chỉ có thể phục hồi được 55% hình dạng nguyên bản của bức tranh. Trong quá trình tu sửa tiếp theo thông qua máy tính, các chuyên gia đã phát hiện ra một đoạn nhạc ẩn trong bức tranh. Đoạn nhạc này nghe như có một cảm giác yên bình và thanh thản. Trùng hợp là nó có thể kết hợp với phong cảnh phía sau cửa sổ. Nhiều người tin rằng trong bức tranh này vẫn còn nhiều thông tin ẩn giấu chưa được phát hiện. Điều này là do các biện pháp sửa chữa hiện tại chỉ có thể khôi phục được 55% hình dạng ban đầu của nó. Nếu có thể hoàn toàn sửa chữa, thì chắc chắn sẽ có nhiều chi tiết kinh hoàng hơn sẽ được chúng ta phát hiện. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, ngoài tác giả Leonardo da Vinci, sẽ chẳng có ai khác biết bức tranh này rốt cuộc còn chứa đựng những bí mật gì. Quay lại với thực tế, kết cục của Chúa Giê-xu và 12 môn đồ cũng không được viên mãn.
Chúa Giêsu đã bị đóng đinh trên thập tự giá, môn đồ Phêrô bị đóng đinh ngược trên thập tự giá. Ở Roma thì Andrê bị đóng đinh trên thập giá hình chữ X và bị tử đạo. Gia-cơ bị vua Herod sai người chặt đầu. Thánh Gioan bị quăng vào nồi dầu sôi. Tuy may mắn sống sót nhưng ông cũng bị lưu đày đến đảo Patmos cho đến khi qua đời. Philippe chịu tử đạo tại Hierapolis. Bartolomeo bị bắt khi đang truyền giáo tại Armenia, bị đóng đinh vào thập tự giá và sau đó bị lột da. Thomas bị giết bằng lưỡi giáo khi đang rao giảng tại Ấn Độ. Matthew bị chém đầu tại Ethiopia. Jacob bị cưa làm đôi khi đang truyền đạo tại Ai Cập. Marco bị ngựa kéo cho đến chết tại Ai Cập. Luca bị treo cổ ở Hy Lạp, còn Judas bị sát hại bằng những mũi tên. Đây là cái chết cuối cùng của 12 tông đồ của Chúa Giêsu. Như chúng ta đã nói ở đầu video, Thế vận hội không chỉ là một sự châm biếm mà là bữa ăn tối cuối cùng với 12 môn đồ cùng một con ngựa trắng hiên ngang đã vinh danh ma quỷ. Lời tiên tri trong Kinh Thánh về Khải Huyền có nói, trước khi cuộc chiến lớn giữa Thiên Chúa và ma quỷ xảy ra, sẽ xuất hiện 4 dấu hiệu khủng khiếp, đó chính là tứ kỵ sĩ Khải Huyền mà chúng ta đều biết. Trong tứ kỵ sĩ Khải Huyền thì hiệp sĩ cưỡi ngựa trắng là người đầu tiên xuất hiện. Như được ghi trong sách Khải Huyền chương 5 tại câu 5 và câu 9 có nói, khi Chúa Giêsu mở niêm phong của một quyển sách, 4 kỵ sĩ đã xuất hiện và kỵ sĩ cưỡi ngựa trắng là người xuất hiện đầu tiên. Kỵ sĩ trắng sẽ cải trang thành Chúa Giêsu và phát động chiến tranh. Trong sách Ezechiel cũng có một đoạn tương tự. Satan được mô tả là chinh phục thế giới bằng sự lừa dối. Hắn sẽ khiến bản thân trông giống như một thiên thần ánh sáng. Nhiều người nghĩ rằng Chúa Giêsu mới là người cưỡi ngựa trắng. Chính Ngài đang sử dụng phúc âm để chinh phục thế giới. Nhưng sự thật không phải như vậy. Bởi vì đa số người trên thế giới ngày nay không hiểu về Chúa Giêsu Kitô thực sự và phúc âm mà Ngài rao giảng. Chính Satan đã sử dụng sự lừa dối để chinh phục thế giới và phát động chiến tranh. Sách Khải Huyền chương 6, câu 2 còn nói về ngựa trắng đội phương miện, giải thích rằng Satan chính là Đức Chúa Trời của thời đại này. Hắn lừa dối mọi người, ngăn cản họ tin vào phúc âm. Satan và các tôn giáo giả dối của thế giới đã tạm thời kiểm soát thế giới cho đến khi Chúa Giêsu chân chính xuất hiện. Sự kiểm soát và ảnh hưởng này sẽ bị xóa bỏ. Kỵ sĩ trắng cưỡi bạch mã sẽ phi nước đại trong thời kỳ cuối cùng. Dựa trên đoạn mô tả trên có thể khẳng định rằng kỵ sĩ cưỡi ngựa trắng biểu trưng cho chiến tranh, chinh phục hoặc thắng lợi. Cũng có người cho rằng nó biểu trưng cho dịch bệnh hay bệnh tật. Trên thực tế, việc kỵ sĩ trắng biểu trưng cho điều gì không quan trọng bởi những lời tiên tri mang tính tôn giáo không có cơ sở khoa học. Tuy nhiên, sự xuất hiện của hiệp sĩ cưỡi ngựa trắng trong Thế vận hội lại khác. Thông thường chúng ta cho rằng ngựa trắng là biểu tượng của sự trong sạch, tinh khiết, ánh sáng và thắng lợi. Nhưng những chi tiết kỳ lạ trong Thế vận hội khiến mọi người cảm thấy con ngựa trắng này chắc chắn không có biểu trưng cho sự công chính, mà ngược lại, nó còn là biểu tượng của cái ác. Sự xuất hiện của nó như ngụ ý rằng hiệp sĩ cưỡi ngựa trắng, biểu tượng của ma quỷ Satan đã đến trần gian và là dấu hiệu của thời khắc tận thế. Điều này khiến nhiều người hoài nghi rằng những kẻ thờ phụng ma quỷ cố ý tạo ra khiến buổi lễ khai mạc lần này vô tình trở nên rối rắm và khó hiểu. Hay quốc gia này đang cố ý thể hiện tinh tế một điều gì đó? Bạn nghĩ gì về hình ảnh trong Thế vận hội Paris của năm nay? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.